아, 노래 너무 좋아. 아, 노래 너무 좋다. 야, 야, 내가 어감 랩이 나오는구나. 전 세계 사람들이 이거를 많이 봤으면 좋겠겠지. 진짜 오늘도 역시 오늘도 PD님이 뭘 볼지 알려주겠죠. 뭐 우리가 선수 쳐서 원작 할게. 원작 봐요. 빨리 빨리 눌러. Let's go. 바로 봐요. Let's go. 영어네. Sếp của em thế nào giờ tin hay thường gắt gỏng. Anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Cũng chưa ngủ trong những lần phải chạy deadline. Em đang quên uống quên cả việc chạy deadline. Câu góp chắc còn làm đâu em. Và tiền bao nhiêu cho đủ ai biết ngày sau em. Mắt em còn mỏi không ta tiếng nhìn màn hình. Nhưng tối đi về đến đầu giờ em mang đậm rất là chắc chắn là chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Mình cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Yeah. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau. Trên đường lạc nhưng khi đang tóc em mê vần, chỉ mấy đi giữa thành phố em không thấy sao mơ mà. Tại yếu tố gió, chỉ đủ đều là đẹp là sạch chi. Em tay nhạc làm em chiêu, ta muốn em, phía dưới cá mê đi. Trên đường lạc nhưng khi đang tóc em mê vần, chỉ mấy đi giữa thành phố em không thấy sao mơ mà. Tìm cho mình một không gian. Yeah. 약간 양동근 선배님 같은데. 안 되잖아요. 공부 nhiều và cũng có thêm nhiều đến điểm. Âm nhạc mở lối cuộc đời ấm như là ngọn hải đăng ở trên biển. Anh đã gặp những người nổi tiếng trước giờ chỉ thấy trên TV. Gặp em nếu là hậu, gặp cả Sơn Tùng em TV. Một phút tôi nghe gì? Hát vui lắm em, vì đôi mắt của anh họ rất tuyệt. Bọn anh hát cùng nhau khiến cho thanh xuân này như bất diệt. Anh thấy mình không cô đơn, không áp lực và một chân lên. Nhiều khi anh lên sân khấu và những khán giả không thương tâm. Anh cũng có những hợp đồng. Và những con số nặng tới mức đủ sức làm choáng mình. Nhưng em yên tâm anh bán chiếc xám trước chưa từng bán mình. Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Chắc chụp gì đó. Em nhìn gặp những cơ hội thật sâu. Em nhìn gặp những cơ hội thật sâu. Không thể nằm sạch bắn. Miền sạch bắn. Là người mình còn nắm tay, mình sẽ không ngã, vì mình ngã họ hả hê. Biển ơi cũng là biển, cho tụi mình tâm thả thê. Là chúng ta sẽ không làm ai trong giấm họ. Sẽ không gọng tất như một cái chai trong đống lọ. Sẽ chúng ta là vì là bạc đồng để trong lý. Để về ta chiêu, riêng mình một bầu không khí. Khi ta còn trẻ, dù thân xác ta sẽ già. Nhưng mà ta không ngủ rũ, như là mấy con sẽ già. Chúng ta có những chiều vàng, dắt tay nhau lên đồi xa. Nắng phát lên mình lớp áo, nhau mắt lại nhìn trời hoa. Và những đêm đen huyền diệu, cho tiếng lòng thêm dõng dạc. Ta thấy nhau bằng tâm hồn, và không cần nhìn vào bóng màn. Ta sẽ cố để có được những thứ mà ta chờ mong. Dưới ngọn đồi căn nhà nhỏ, nhìn ra bờ sông. Vì anh chưa từng mơ, ngày nào đó mình trở thành siêu sao. Từ ngày từ bé, anh đã muốn trở thành chữ muốn phải yêu nhau. Với nhau sẽ sáng lòng của nó. Bằng những người, như con sông đó.
어떤 느낌이냐면 또 이것도 2019년 5월에 나온 거잖아요. 이때는 또 코로나 없었잖아요. 근데 지금이랑 그냥 대비되면서 이 내용 자체는 원래 약간 직장인이 힘든 그다음에 자기의 어떤 약간 자전적인 얘기를 막 풀어나가는데 힐링되는 어떤 그런 삶을 만들고 약간 도시가 좀 팍팍한 그런 삶 가운데서 옥상에다가 풀을 해놓고 음악을 들으면서 자유롭다는 약간 그런 표현을 제가 느꼈는데 야, 이걸 전체적으로 다 보고 나니까 지금 코로나와의 조금 삶에 좀 단절돼 있잖아요. 이런 것과 또 약간 맞물리는 것 같아요. 저는 저도 보면서 되게 힐링되고. 아, 어떠셨어요? 아, 저는 이거 한국에서도 이런 약간 음악 장르가 뭐냐면은 노래 음악성도 있지만 사실 가사 전달을 위한 노래 같다고 생각이 들어서 처음부터 끝까지 가사 해석이 되어 있거든요. 결국은 이제 각자 힘든 삶을 살면서 진짜 다 어렵게 살고 있지만은 한 번쯤은 쉼을 갖고 그냥 음악을 들으면서 이 도시 가운데서 그냥 편안하게 한번 쉼을 가져봐라 이런 뉘앙스를 정확하게 담겨있는 걸 제가 느꼈어요. 너무 빡빡하게 살 이유가 있겠나? 삶의 여유를 좀 한 번씩 보면서 여유있게 살아라 이런 걸 느꼈어요. 얼마나 많은 베트남 이 사람들이 이 노래 듣고 위안을 삼고 얼마나 힐링이 되었을까라는 생각을 하면서 동시에 전 세계 사람들이 이거를 많이 봤으면 좋겠을지 결국 노래를 왜 합니까? 내가 하고자 하는 말을 전달하기 위한 그 도구가 음악이고 또 노래인데 그 뉘앙스 정확하게 전달하지 않았나. 그래서 음악을 뛰어넘어 메시지를 전달할 수 있는 엄청난 큰 음악이자 뮤직비디오이자 영상이었다 이렇게 저는 평가하고 싶네요. 저는 다른 작가적으로 얘기해볼까요? 음악적인 관점으로 봤을 때는 약간 좀 올드스쿨한 어떤 그런 랩이었단 말이에요. 약간 BPM도 좀 느리고 그냥 계속 자기 얘기를 던지는 그냥 그런 우리나라 아티스트로 따지면은 MC 스나이퍼 약간 외국 랩으로 따지면 50센트 가사가 좀 깊이 있고 그런 느낌이 좀 느껴졌고 민이라는 아티스트는 왜 이렇게 청량해요? 그 중간에 그 후렴으로 계속 전환을 해주잖아요. 조금 우리가 지루해질 때 갑자기 새바람을 일으키고 랩이 나올 때는 좀 답답하고 억압된 게 많이 났어요. 근데 노래가 나올 때는 뭔가 전환을 해줬단 말이에요. 활기차게 그렇죠. 랩을 할 때는 약간 현실의 고독과 힘듦을 약간 그렇죠, 얘기하고 그렇죠. 현실 사람이 처해 있는 상황을 많이 얘기했다면 노래할 때 그렇지만 너네가 도시 생활에서 음악을 들으면서 한 번쯤 여유를 즐겨봐 이런 그거를 싸게 해서 보여줬죠. 그렇죠. 후렴 마지막 엔딩에서는 진짜 피크닉을 가 여행을 가가지고 막 힐링하는 모습 보여주는데 그 자체가 그냥 어떤 나라에서 어떤 언어를 가진 사람이 봐도 이런 건 진짜 힐링이 되는 그런 영상이었기 때문에 음악도 너무 좋고 이제 굉장히 좀 익숙한 그런 멜로디 익숙한 어떤 그런 느낌을 줬기 때문에 너무 편안하게 들을 수 있잖아. 그럼 이 영상을 한마디 표현해주세요. 힐링. 훈신님. 저는 위로. 위로. 이 노래는 뭐야? 위로입니다. 위로. 삶에 지치신 여러분들을 위로할 수 있는 그런 노래. 앞으로도 이런 장르 계속 듣고 싶어요. 왜냐면은 오히려 가사에 저는 약간 좀 집중해서 듣는 타입이라서 조금 안 들리더라도 분위기를 좀 듣고 싶을 때가 있어요. 그래서 앞으로도 계속 좋은 장면도 많이 소개시켜 주시고 또 저희가 리액션했으면 좋겠는 그런 곡 있으면 댓글로 꼭 많이 달아주시기 바랍니다. 그럼 이제 다음 컨텐츠에서 만나뵙도록 하겠습니다. 담비엣! 담비엣!